xin kính chào quý vị và các bạn thân mến đây là một cặp lo của hãng victor nhưng là dòng lo cao cấp của hãng nha quý vị và các bạn victor bla 305 thì cái dòng bla này nó quá nổi tiếng à, à quý vị nào có từng chơi rồi đó, thì à, quý vị sẽ biết đây là một cái dòng lo mà tiếng nó rất là hay à, bạn nào mà muốn xài lo nhật à, dễ ghép tiếng bát sâu cái tiếng con này tiếng bát đó, nó gần tương đương với những cái dòng loa AR nó mềm vậy đó quý vị bỏ bạn tuy nó là lo nhật và đặc biệt dễ ghép quý vị ghép là như cái BLA này thì quý vị bỏ bạn nào đang có đó, từ dòng 305 đổ lên rồi này nọ thì quý vị cứ ghép uh, là ma găng lút man không cần những cái con mà đắt tiền đâu những cái con cỏ thôi ghép rất là hay luôn đó. thì uh, cái cặp Victor BLA 305 này để việc quay ở phía sau để quý vị xem cái tình trạng lo nha giá hợp lý cho quý vị chơi bạn nào mà thích chất âm hay mềm mại bát sâu thì chơi con này cái con này thì giá hợp lý để mình quay ở phía sau cả nha đó đây là góc cạnh ở phía sau nè đẹp quý vị và các bạn cấn cạnh đây một chút xíu nha đó thì đồ cũ mà nó không được hoàn hảo trăm phần trăm đâu rồi đây đây là thông số ở phía sau à, công suất của nó là 50W trở kháng 8 ohm cái này là để à, đánh à, hai quay ba quay nè tức là nếu full đó, thì mình bật về đây và câu dễ đây còn nếu bạn nào mà chơi cái kiểu mà khó tính á đó thì uh, đánh ba âm ly thì mình bật đánh hai âm ly thì bật về 2 âm ly mà đánh 3 âm ly thì bật về ba âm ly ở đây người ta có vẽ cái sơ đồ này những cái uh, sơ đồ này mình theo coi theo đây uh, một âm ly đánh cho lo chép một âm ly đánh cho lo chung và một âm ly đánh cho lo bát thì mình bật về ở chế độ hướng này đó. còn nếu đánh hai âm ly thì bật ở hướng này một cái uh, âm ly đánh cho lo bát và một cái âm ly đánh cho chung và chép đó riêng cái dòng lo này thì âm thanh cực kỳ hay Đó, quý vị và bạn thùng gỗ lạng nha rồi để việc mở cái mặt lo phía trước ra quý vị cùng xem thông cảm cho việc nha. một tay cầm điện thoại một tay quỳ quay nó hơi khó tại cái lo này nó cũng khá là to đợt trước việc có một con là hình như là bốn năm năm đúng rồi con bốn năm năm thì việc cũng đã bán rồi cái căn lưới bố đẹp đó, quý vị thấy cặp lò này thấy xuất sắc chưa nhìn thôi là thấy đã rồi đó, Các tiếng lò nè cây 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 gỗ này y chang như cái dòng lỗ gỗ mà của loa ar rồi với quý vị của bạn nè đây là hai cái volume này để tăng chung và tăng chép ha đây là chung nè chép còi hai bốn sáu lỗ nè cái lô bát nè gần rất là mềm đó, Dòng BLA này thì khổ chê rồi Tiếng cực kỳ hay Hay vượt xa cái tầm giá mà quý vị và bạn bỏ ra luôn Nếu mà so cái con này á Với đôi Pioneer CX77A Thì con này chất âm hơn 77A Chung chép Thì nó có thể là ngang nhau Nhưng cái tiếng bass của nó hơn con 77A nhiều lắm ừ. Dòng này thì giá tiền nó rẻ lý do nó có nhiều lý do lý do là nó rất là ít trên thị trường cho nên nhiều người cũng không được nghe cũng không biết là nó hay hay dở tại vì thấy cái thương hiệu Victor to thì so với uh, 77A của Bioner thì ai cũng chọn 77A chứ 77A nói về mà trưng bày thì nó đẹp hơn nhưng mà giá của nó gấp mấy lần cái cặp này việc bán cho quý vị và các bạn giá là uh, 6 triệu 800 nghìn đồng chưa bao gồm phí vận chuyển giá này rẻ lắm mà nha quý vị, lời hai ba trăm nghìn thôi. Ông nào mua được thì liên hệ 0963 72 1519, đừng trả giá nha. Nếu mà có ý đồ trả giá gì đó thì khỏi liên hệ, khỏi mất thời gian mất công. Hàng đẹp bao xin. soi âm thanh thì đem mấy con 77A lại đây đấu, Đấy. tuyệt vời luôn. Rồi, chào quý vị.